Theo Thủ tướng Chính quyền Đông Libya ở Benghazi, ông Osama Hamad, ước tính có tới 2.000 người có thể đã chết đuối sau khi một cơn bão mạnh gây ra lũ lụt thảm khốc ở thành phố Derna. Trước đó, tổ chức Trăng Lễ Liềm Đỏ ở Benghazi đã đưa số người chết chỉ lên tới gần 250 người. Song khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Derna, phần lớn vẫn bị cô lập. Các nhà lãnh đạo địa phương tuyên bố tình hình trong thành phố là ngoài tầm kiểm soát và là một thảm họa. Trong khi đó, người phát ngôn quân đội Libya ở phía đông, Thiếu tướng Ahmed al Mari cho biết có tới 5.000-6.000 người mất tích ở Derna, nơi có dân số 100.000 người. Khó có thể thống kê chính xác con số người chết do mạng lưới liên lạc bị gián đoạn và việc quản lý bị cản trở bởi cuộc chiến giành quyền lực kéo dài hàng thập kỷ giữa hai chính quyền đối đầu ở Libya.